trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài thềm. Quê hương là cầu tre nhỏ, con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng che. Và điều múa lâm thôn sóc sơ bãi bồn tông
dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng dài nắng đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mắt ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt muôn dòng phù sa, đường qua Trường Khánh có người bạn qua tua chế tua hiu ta lư đại tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù kê và điệu múa lâm thôn. Sóc sơ bãi bồn, tâu na bồn, tâu na bồn ơi. Về lại quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng giữa rợp bông. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng vỗ tay lên. Oh,
Rồi mấy anh dùng cơ đi nha, nhớ giữ yên lặng. Khi chúng ta dùng á, chúng ta nhớ coi cứ là ơi con ghế ở cảnh con ghế tại hồi sau chào mừng Tết Trung Thu. Thank you.
Cô Hoàng Anh ơi, còn gì chí gì luôn đi, là tôi mời hết đó.
chương trình chưa có tới. Thử im lặng chưa? Cảm ơn các em. Là một buổi sự tham gia của mình bạn. Một cái tập hai cô được tọa đặt đất tay đứng như Phật tử và đồng đứng như Hoàng Tình Thiện cùng với quan khách. Bây giờ là cô Bảy mở cho mấy cái bao cao đi. Như chúng ta đã biết, rằm tháng 8 là lễ hội tình thương, tức là tình thương tất cả trong người dân Việt Nam cũng như tất cả người dân sống ở hải ngoại. Và cái tình thương ấy đã vượt cõi xa xôi, thật là xa xôi, tìm đến nơi tên một tình thương mặc dầu chưa từng gặp, chưa từng thấy, nhưng tình thương ấy đã thật sự hòa quyện trong từng gói quà, từng cử chỉ, từng hiện thực trong hôm nay, góp phần vào ngày lễ Trung Thu cho các em có phần nào đó được vui trọn vẹn trong tuổi thơ cũng như trong sự học tập. Đó là lý do của ngày lễ phát quà hôm nay. Và buổi lễ hôm nay chúng con được đón tiếp Thượng tọa Viện Chủ Tu Viện Thánh Anh, chủ tọa của ngày lễ, cùng đến dự. Xin cảm ơn. Và chư tôn chủ trì chùa Vĩnh Thánh Vĩnh Châu, chư tôn chủ trì chùa Phước Trường An Vĩnh Châu, thầy Hưng Tâm Vĩnh Hưng và quý Phật tử của Vĩnh Châu như chị Phụng An, cô Mỹ, chị Tống Đào cùng quý Phật tử ở Sóc Trăng. Về phần chính quyền, chúng tôi được xin trân trọng giới thiệu ông Lê Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Quế, ông Đặng Minh Hoàng, trưởng công an xã Thạnh Quế, cùng khi cái đoàn là đại diện chính quyền đã đến tham dự trong ngày lễ hôm nay. Và hiện diện tại tu viện Thánh Anh, quý thầy cô cùng quý học sinh của lớp học tình thương hân hoan nhiệt liệt và chào đón sự hiện diện của thân chủ Dương Như Tùng, cùng anh Sơn Nguyễn và quý Phật tử cùng đi với đoàn của Sóc Trăng cũng đến dự lễ hôm nay. Mô xin được nhiệt quan tâm. Kính thưa tất cả hội chúng, kính thưa quý thầy cô giáo và các học sinh, hôm nay trong không khí trang nghiêm đạo vị tại Viện Thánh Anh, chúng ta được vinh quang hân hạnh đón tiếp đoàn và được nhận những phần quà của đoàn đến đây trao tặng cho các em. Đó là những cử chỉ cao đẹp gửi gắm chúng ta vui trong ngày Tết Nhi Đồng, cũng là cái ngày hội của tình thương. Vì vậy khi chúng ta có những phần quà này ở trường thì chúng ta nghe lời thầy cô giáo, về nhà thì chúng ta nghe lời ông bà cha mẹ, luôn luôn học hành tốt và sinh hoạt thật đúng đề nếp của người học sinh, để chúng ta làm tiền đồ cho tương lai và làm nền tảng phát triển cho xã hội. Đó là những cái phần ưu ái của chúng ta trả lại cho đoàn đã đến đây thăm viếng và tặng quà cho chúng ta. Vì thế, để cảm niệm cái công đức của đoàn đã đến thăm viếng và tặng quà, chúng ta cho một tràng tay thật lớn để chào mừng đoàn và các em đoàn. Và buổi lễ hôm nay chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Hồng Quang. Chào thầy. Cho mình nói rồi. Và thăm lớp học tình thương, thăm các thầy, thăm các thầy giáo, thăm các em
và cùng với em Từ Thiện, anh chị Chi, Sơn, Hà Thị Phái nữa. Tôi không biết nói gì hơn, rất là cảm động và sự bất ngờ nên có thể diễn ở đây đây. Ngày mấy tháng qua, mỗi ngày khi em thấy những cái hình em được học vui, được ăn chay, biết niệm Phật, rất là thấy là niềm vui. Mong chỉ mong các em sớm được lo học lớn khôn, được tự lo cho chính mình, lo cho gia đình bố mẹ, rồi lo cho chùa công quả, rồi từ từ ra xã hội. Thì xưa thì em muốn làm như vậy. Ngày nay lớn lên làm việc làm ăn tốt, có tiền thì có thể thực hiện những cái điều như mình đã ước mơ từ lâu rồi, nay đã được thực hiện. Rất là cảm động và cảm ơn thầy, các thầy, cảm ơn tất cả. Cảm ơn Như Tùng đã được chân thành và cảm động trước lễ hôm nay. Tiếp theo là xin kính mời ông Lê Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cẩm Lệ phát biểu trong buổi lễ. Thì chủ nhiệm Khánh Anh cũng như là kính thưa các vị thầy ở trong tỉnh Sóc Trăng cũng như là dừng về dự hôm nay. Kính thưa anh Dương Minh Tùng, Việt Kiều ở Mỹ cũng như là Sơn Nguyễn cùng quý vị Phật tử đi trong đò, cũng như kính thưa đồng chí Hoàng Chí Cường cùng quý thầy cô giáo, các em học sinh năm mới. Lời đầu tiên tôi xin thay mặt đảng ủy ủy ban các là chân thành cảm ơn của thời gian tranh thủ thời gian của quý thầy cũng như là chỗ anh Tùng hay là anh Sơn Nguyễn, rồi cũng như là quý vị Phật tử không ngại đi đường xá như hàng trăm hàng ngàn km để về quê hương của thành phố về xã Quế, là một xã rất là khó khăn, nghèo trong đồng bào người dân tộc Khmer, để chia sẻ với các em, cho các em vui đón cái hội canh gầm mà cái niềm vui các em đang rất là mong muốn được tổ chức như thế. Thì xin chân thành cảm ơn. Thì cũng báo với các thầy, với anh Tùng cũng như là anh Sơn Mỹ biết về cái tu viện Khánh Anh. Thì khi mà thầy Thích Nhật Chung về tu viện này vào khoảng năm 1996 thì thầy đương nhiệm là phó ban trị sự Phật giáo của tỉnh Sóc Trăng, thành thử thầy đi ngoại giao và giao lưu rồi nó nhiều tiêu đội được. Từ đó thì xây dựng được một phòng học về hai lớp em, thì đối với năm nay thì cũng còn được 13 lớp, thì 326 em học sinh. Rồi bên cạnh đó thầy cũng quá trình như vậy, thầy làm rất là nhiều công việc thiện, từ thiện cũng như là bắt cầu rồi các nhà tình thương, rồi khoan giếng nước, rồi hỗ trợ cho các em học sinh học bổng con văn rất là nhiều. Nhưng đến thời điểm này thầy cũng rất là khó khăn đó. Đáng lý là hôm nay thầy bệnh sức khỏe hơi yếu rồi, thầy không muốn cái nữa, thầy chỉ cái sự tu nghiệp của mình thôi để mình hoàn thành thầy cái nguyện vọng, cũng như là chỗ anh Tùng Sơn Nguyễn quý vị Phật tử ở thành phố hay là ở Việt Kiều Mỹ, thì ở dù ở nơi đâu cũng nhớ về quê hương của Việt Nam, cũng nói chung cũng như nhớ về quê hương mình với được nhiều hơn và có cái nhiều cái tình cảm thân thiện hơn. Và chúc các em như là quý thầy hãy cố gắng là dìu dắt các em trên con đường học tập, học về cái cách sống, cái sự mà kỹ năng của các em cũng như là các thầy để giữ cho các em được tốt hơn.
chúc các em học tập tốt của năm học 2016-2017. Xin chân thành cảm ơn. Và xin chân thành cảm ơn học viện bộ đại học Quang. Và giờ này chúng con đến vô tình thì tỏ viên chủ của viện khách anh học viện trong lễ hôm nay. Kính thưa ông Lê Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Quới. Kính thưa ông Hoàng, trưởng công an xã Thành Quới, cũng như ông Cường, cán bộ huyện. Kính thưa quý vị.